Câu chuyện cổ tích Chim công và họa mi. Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời sau vài ngày mưa dầm dề. Nắng đùa nghịch trên những tàn cây và gió lao xao mơn mát cành lá. Chim công cảm thấy vô cùng hứng khởi nên bước ra thảm lá nhảy một bài thật đẹp. Mấy bản sắc họ hu nai đều tấm tắc khen. Phấn khích quá, chim công liền cắt giọng hét, mắt nhắm nghiền khi nghe điệu lên tới đoạn cao trào luôn. Trời, chim công nghe có tiếng hò húng hắng, mở mắt ra thì nhìn thấy bác Rấu. Bác bảo: "Ta đang ngủ mà cháu làm ta giật mình tỉnh nhất. Ta nghĩ là cháu chỉ nên nhảy múa thôi chim công ạ." Sóc chui vào hang từ khi con bắt đầu hát, giờ mới ló đầu ra nói: "Ừ, mình cũng chỉ thích nhìn cậu nhảy múa thôi. Chứ hát thì phải có giọng như họa mi á. Yên nè, hình như bạn ấy đang hát kìa." Quả là chim họa mi vừa cắt giọng hát, tiếng hát véo von lay động, muôn thú đều lắng nghe. Sau khi yên lặng thưởng thức hết bài hát tuyệt vời của họa mi, cả bác Rấu, Sóc và các loài vật khác cũng vỗ tay. Bỗng nhiên chim công rấm rứt khóc: "Sao mà họa mi có giọng hát hay như thế, khiến ai nấy cũng đều ngưỡng mộ. Còn giọng hát của tôi sao lại khủng khiếp đến mức ai cũng không muốn nghe. Ôi, tôi thật bất hạnh." Vừa khi ấy, chú tể của muôn loài xuất hiện. Ngài hỏi chim công: "Chim công này, họa mi có nhảy múa đẹp như con không?" Chim công đáp: "Dạ không ạ." Chú tể mỉm cười: "Đấy, ta đã ban cho mỗi loài một khả năng riêng. Chim công múa đẹp, họa mi hót hay, đại bàng có sức mạnh, vân vân. Các con nên vui với những gì mình có hơn là khóc than vì điều mình không có nhé. Nếu như mỗi loài đều có khả năng riêng thì mỗi bé cũng có những ưu điểm đặc biệt mà bé khác không có. Bé hãy cố gắng phát huy những gì mình thích và có thể làm tốt. Đừng bao giờ buồn vì mình không làm được như bạn này, bạn kia nhé."